cách để mà dụ nhà giàu mua đất. Có nhiều bạn đó, trời ơi Tứ ơi sao kênh Tứ thành công quá, Tứ toàn tiếp xúc với những người có điều kiện, những người giàu, anh có lô đất A, có lô đất B, rồi Tứ có thể kết nối cho anh để thế này thế kia. Và hôm nay thì em sẽ kết nối cho anh, nhưng mà đây có rất nhiều anh và rất nhiều chị đã từng nói với Tứ rằng hãy cho thông tin gì đó để mà người ta có thể kiếm được những người đó để mua lô đất A, lô đất B, đúng không? Rồi, ok. Một trong những cách đơn giản nhất mà để tiếp cận người có điều kiện giống như hiện tại Tứ đang làm ở cái ngành nghề của Tứ là tại sao có thể tiếp cận được những cô chú, những anh chị, những người rất là có điều kiện trong xã hội. Đơn giản lắm. Đó là chất lượng của sản phẩm đó mọi người. Tức là Tứ thì kinh doanh theo kiểu gọi là vết loang dầu, có nghĩa là sản phẩm mình tốt hay là mình làm một cái sự kiện nó tốt thì tự động cái người này giới thiệu người kia, đó là theo miệng truyền miệng. Còn anh chị hỏi rằng là em có thể kết nối cho anh chị để lô đất A, lô đất B, thật sự được chứ? Nếu mà em làm như vậy thì lâu nay em đã không còn kinh doanh được cái ngành nghề của em nữa rồi. Tại vì đơn giản là một trong những cái nguyên tắc đầu tiên cơ bản chúng ta phải hiểu rằng là những người ta có điều kiện á, người ta thừa sức biết những điều đó, và khi mình kinh doanh với người ta mà mình quá thương mại về một sản phẩm của mình tập trung vào sản phẩm của mình á, thì người ta không mua đâu. Tại vì đơn giản là người ta đang cho bạn rằng là một cái người quá là sành sỏi. Cho nên cái việc quan trọng nhất là cái nội tại sản phẩm của bạn, thực lực của bạn, cho người ta thấy được rằng là bạn có thể làm được như điều đó. Không phải là người ta tìm đến công ty của Tứ là bởi vì Tứ nổi tiếng, hay là tìm đến công ty Tứ bởi vì gì hết, mà đơn giản lắm, trong quá trình Tứ có cơ hội được tiếp cận với người ta và người ta thấy được cái nhiệt huyết của mình, người ta thấy được mình có thể làm được những điều mình sẽ nói, cho nên người ta tin tưởng và giao phó những cái sự kiện quan trọng của gia đình người ta, trọng đại của gia đình người ta cho mình, là một trong những cái. Còn nếu mà Tứ đi vô nhà người ta xong rồi Tứ kết nối cái này kết nối kia thì người ta sẽ coi thường Tứ lắm. Cho nên là mọi người đừng bao giờ đặt ra cái câu hỏi là xin người này kết nối, người kia kết nối. Trên đời này cái sự kết nối á, nó chỉ là một cái cơ hội, một cái cần câu cho mình thôi. Còn cái việc mà mình có thể tiếp cận được người ta không là do nội tại chính bản thân của mình nè. Mình có năng lực, mình có sức khỏe, giống như việc mà mọi người nói là kết nối lô đất vàng, lô đất A, lô đất B gì đó. Thật sự nếu mà cái lô đất đó nó thật sự mà nó sinh lời hoặc nó có giá trị á, thì những người có điều kiện, phân khúc khách của Tứ họ sẽ tự tìm đến rồi, mình không cần phải kết nối. Cho nên kinh doanh bất động sản mà kiểu mà cứ kết nối rồi giới thiệu qua lại thì vô tình người ta sẽ biến mình thành một con cò. Vậy thì mình có muốn trở thành cò không? Cho mọi người đừng bao giờ có điều đó nha. Chứ đừng ai đặt câu hỏi với em là có thể kết nối, có lô này muốn bán, lô kia muốn bán. Thật sự không làm được điều đó đâu mọi người, thật sự luôn. Bản thân em ví dụ như mà muốn bán còn không được nữa, đúng không? Người ta nói là Tứ có hai lĩnh vực kinh doanh rất là giỏi, một là bảo hiểm, còn hai là đa cấp á. Nếu mà Tứ tham gia vào hai lĩnh vực này rất là giỏi vì Tứ thuyết phục khách hàng tốt, nhưng mà mọi người chỉ nhìn thấy cái giỏi của Tứ ở trên khía cạnh là Tứ đang kinh doanh hoa thôi, nhưng mà bước vào lĩnh vực đó chắc chắn Tứ là không được đâu. Tại vì đơn giản cái gì cũng vậy, nội tại bản thân của mình và thực lực mình phải có, đúng không? Cho nên hy vọng rằng mọi người cứ nhớ một cái thôi, mình cứ hoàn thiện cái giá trị nội lực bản thân của mình mới chính là cái mình bán được những lô đất vàng, mới bán được những cái đó. Nội tại bản thân mình là người nghiên cứu tốt và mình cảm thấy được là nó sẽ đầu tư sinh lời thì người ta sẽ tin tưởng và giao phó cho mình thôi. Chứ đừng có đi kết nối giống như kiểu cò này cò kia thì nghe nó rất là mệt. Và các bạn cứ hay hỏi thông tin này nọ rồi kết nối tùm lum hết trơn, cảm thấy rất là phiền luôn nha. Đó, trả lời mấy anh mấy chị đó, làm sao để kết nối được những người giàu? Thực lực nội tại bản thân của mình, thực lực sản phẩm của mình, thực lực lô đất, thực lực cái gì đó mà nó có thực lực thì người ta tự tìm đến thôi. Chứ mình cũng không phải là phải chủ đích đi tìm, đúng không? Cảm ơn mọi người nha, mình là Simon Tứ, chuyên chia sẻ những clip hậu trường về nghề trang trí cưới cho chính mình làm ạ.